Vâng, xin chào anh em, xin chào quý vị. Con Humvee này lấy về rất lâu rồi, nó là trước Tết. Thật ra thì hàng những ngày gần đây thì đa phần là hàng cửa hàng lấy về trước Tết. Có nghĩa là phải lấy về trước Tết thì ra Tết mới có hàng để đăng lên cũng như bán cho anh em. Đây là một con Humvee đề nông cổ, cổ dạng khỏe anh em nhé. Riêng với những con Humvee đề nông cổ dạng kiểu như này, chẳng hạn PMA 530, 540 và con này là đời khủng hơn, đó là 750. Thì bao anh em là đánh vào những đôi loa gấu, chẳng hạn loa có cấu tạo củ bát gấu, chẳng hạn dòng Diatone, Onkyo, Yamaha đánh ra chất hết với những con khủng này. Đấy là chỉ những con 530, 540 công suất nhỏ hơn đã đánh được vậy rồi. Còn đây là con hàng khủng hơn rất nhiều, nó là PMA 750. Con này thì báo giá luôn cho anh em là 6 triệu 500 nghìn đồng. Và đặc biệt cái con Humvee này này, nó chơi những dòng loa cổ của châu Âu và Mỹ tuyệt vời luôn. Nếu anh em có điều kiện chơi những dòng loa đó. Còn loa Nhật khỏi nghĩ luôn anh em nhé. Chẳng hạn những dòng loa châu Âu như AR, KLH, Adevin. Đó. Hoặc dòng Bozak, hoặc là loa Wafferdep, hoặc Jamo, những dòng loa thùng của châu Âu. Loa cổ. Đánh ra chất. Bởi vì tiếng nó rất trong, sắc nét. Kết hợp với là nó khỏe nên là càng phê. Những đôi loa cổ chẳng hạn như loa châu Âu AR các loại kia thì nó không cần phải loại âm ly khỏe khủng, nhưng con âm ly này nó khủng khỏe nên là nó dã vào những đôi Yamaha hoặc Diatone hoặc Onkyo loại bát gấu là lòi rốn loa luôn anh em ạ. Đó. Cửa hàng còn rất nhiều những sản phẩm lấy về bọc ni lông đây nhưng mà chưa quay hết được anh em nhé. Thì cửa hàng cứ bán đến đâu rồi quay dần đến đó chứ chưa chưa thì quay liền một thể được. Mỗi ngày cố gắng quay vài sản phẩm. Thì con âm ly này bề ngang nó là 43,5. Còn chiều cao nó chắc tầm 11, 12. Chiều sâu nó cũng phải tầm khoảng 38 đến 39, 40. To mà, nó to, to lắm, dày dặn. Quay tiếp mặt sau để anh em ngắm. Đánh hai cầu loa A cộng B. Trở cán từ 4 ôm. Sơ đồ thông tin của loa âm ly 6066, con này có số seri rất gọn gàng luôn. 3 số 1 6066. 200W 100V. PMA 750. Dòng đề nông kiểu như thế này ấy, nó có con 940. Con đấy thuộc loại đắt vút chỉ ấy. Tầm 15 đến 17 triệu anh em nhé. Nhìn nó về kích thước nó giống hệt con này. Và về các vỉ mạch bên trong nó cũng na ná nhau. Nó chỉ chạy 4 sò thôi. Như đánh thôi rồi luôn. Sò than nhá. Những dòng này chạy sò than anh em nhá. Chạy con này chạy sò than 2 vít. Đánh căng đét luôn. Nguồn to. Hai tụ lọc. Tôi sẽ chèn một vài kiểu ảnh vào cuối video. Anh em nếu có nhu cầu quan tâm con âm ly này có thể xem kỹ. Về độ đẹp thì anh em bao anh em là đẹp. Bao anh em là zin nhá. Quay thế nào thì anh em nhận, nếu mua nhận nó như vậy. Góc cạnh là sắc nét. Đánh ra chất. Bát đánh căng. Thời gian gần đây thì cửa hàng hay mở vào những cái bài hát hay mở. Nếu anh em nào xem kênh thì sẽ thấy những bài hát nó quen thuộc. Bởi vì những bài hát này nó không bị vi phạm bản quyền nên cửa hàng hay mở những bài hát này. Sắc nét. Đây là núm chỉnh cân loa lao lớt. Những cái nút này mình không dùng đến. Muốn tôn nhạc thì anh em phải bấm vào mới có tác dụng bát chép. Hai nút này không dùng đến. Ở đây là đang chạy đường AUX thì bấm sáng nó hiện chữ AUX. Đánh hai cầu loa thì anh em bấm cả hai cầu. Có nghĩa là bốn chiếc loa. Nút nguồn. Tiếng im phăng phắc nhá. Loa
bâu, loa biếc, loa JBL, loa cây, loa thùng chơi ok hết, mà tầm tiền lại rất tầm tiền luôn. Anh em nghe thử đoạn nhạc liên khúc tiếng bát em nó dã. Con 200W mà anh em. Còn những cái con có 135W, 130W hoặc là có những con 70W, 90W của dòng Denon nó đã đánh tơi bời rồi. Bởi vì cái watt nó chỉ là một cái thông tin anh em tham khảo thôi. Quan trọng cái cấu tạo bên trong, và quan trọng nhất đó là cái chất âm thanh nó phát ra. Mình nghe nhạc trên video hoặc là các bác mà ngồi trực tiếp thì nghe mình sẽ biết được con nào nó khỏe là mình biết ngay. Chứ còn những cái thông tin kia nó chỉ là một cái để mình tham khảo. Còn tất nhiên một con âm ly gấu khủng bên trong thì ai nhìn cũng thích rồi. Và giá của mỗi con âm ly thì nó có giá theo từng con, nên anh em cũng khỏi phải lo nghĩ. Nó có thế nào thì người ta bán như thế. Cảm ơn anh em.